Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, liên tục những ngày trở lại đây thì thời tiết miền Bắc có sự phân hóa nhẹ khi mưa tập trung nhiều tại các tỉnh vùng núi. Còn tại khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì mưa ít xảy ra nên tình trạng oi bức vẫn kéo dài. Và nhiệt độ lúc này cũng phần nào phản ánh sự khác biệt giữa các khu vực. Trong khi vùng núi nhiệt độ chỉ từ 23 đến 25 độ thì tại đồng bằng dao động ở ngưỡng là 25 đến 28 độ. Tuy nhiên, từ trưa chiều nay khi hình thế gây mưa suy yếu nhanh thì toàn miền Bắc sẽ có nắng nhiều trở lại, nhiệt độ theo đó tăng nhanh. Nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở khu vực đồng bằng với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức là 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Theo dự báo, từ ngày 1 tháng 9, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến ngày 5 tháng 9, tức là cuối tuần này. Như vậy là trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, thì nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời diễn ra. Tuy nhiên, quý vị cần chú ý trang phục, có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe trong đợt nắng nóng giữa mùa thu này. Với các tỉnh thành miền Trung, hình thế gây mưa phía Bắc cũng bắt đầu suy yếu nhanh nên nắng nóng còn tiếp diễn trên diện rộng tại đây, tập trung nhiều ở các tỉnh Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên mức này. Và đợt nắng nóng này ở miền Trung sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, kết hợp với độ ẩm giảm thấp phổ biến ở dưới ngưỡng 65% vào trưa chiều, nên nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao. Người dân cần nâng cao ý thức phòng chống hỏa hoạn để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Với các tỉnh thành phía Nam, sau đợt hạn ba chăn nửa cuối tháng 8 thì từ hôm nay, gió mùa Tây Nam, hình thế gây mưa chính sẽ hoạt động trở lại. Vì thế mà chiều tối không chỉ Nam Bộ mà cả khu vực Tây Nguyên cũng đều sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có nơi có mưa khá. Đây là dấu hiệu chấm dứt đợt hạn ba chăn kéo dài những ngày qua. Tuy nhiên, trong cơn dông thì người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Còn ban ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 32 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ thì cũng duy trì trong ngưỡng là 32 cho tới 34 độ. Theo dự báo thì phải sang những ngày đầu tháng 9 dương lịch thì nhiệt độ mới giảm nhẹ ở các tỉnh phía Nam. Tiết trời sẽ khá mát mẻ trong ngày Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong hôm nay, trên toàn biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió đều ở mức dưới cấp 4 và không có sóng cao biển động. Tuy nhiên, mưa dông sẽ xảy ra nhiều, khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống 4 đến 10 km trong mưa. Nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tàu thuyền hoạt động cần chú ý để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Như vậy, trong ngày làm việc đầu tuần, Bắc Bộ sẽ giảm mưa và nhiệt độ tăng nhẹ ở các tỉnh thành đồng bằng, nắng nóng xuất hiện. Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có điểm mưa to. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 31 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.